Thì chào các em, chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần tiếp theo của bài 1, giá trị lượng giác của một góc từ 0 độ đến 180 độ. Bây giờ các em chuẩn bị để chúng ta vào học bài mới. Mục 3 nhỏ, giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt. Các em nhìn trên màn hình, chúng ta có một số góc đặc biệt. Đó là góc 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ, 180 độ. Ngoài ra, còn thêm những góc bù với góc 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ thì chúng ta sẽ sử dụng công thức sin bù để chúng ta tính. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cách nhớ ở trên nửa đường tròn đơn vị. Ở đây chúng ta không tính toán bởi vì những giá trị này thực tế là chúng ta cũng đã tính một số góc ở trong cái phần lý thuyết và đặc biệt ở trong chương trình lớp 9 tính rất đầy đủ. Bây giờ trước hết chúng ta đi tìm giá trị lượng giác của góc 0 độ. Góc 0 độ nằm vị trí này là 0 độ các em này. Điểm M tại vị trí giao điểm của nửa đường tròn đơn vị với trục khoanh là điểm này. Điểm này có khoanh độ bằng 1 và tung độ bằng 0. Từ đó chúng ta biết sin alpha và cosin alpha, tức là sin của 0 độ và cosin 0 độ. Như vậy chúng ta có sin 0 độ bằng 0 bởi vì tung độ bằng 0. Cosin 0 độ bằng 1 vì khoanh độ bằng 1. Và tan thì bằng sin alpha trên cos alpha bằng 0 trên 1 thì bằng 0. Còn cotang alpha thì bằng cosin alpha trên sin alpha. Trong trường hợp này sin alpha bằng 0 cho nên cotang không xác định. Các em viết bằng hai cái nét gạch song song với nhau. Bây giờ chúng ta qua góc 30 độ. Góc 30 độ là tại vị trí này các em. Khoanh độ của điểm M là căn bậc 2 của 3 trên 2 và tung độ của điểm M là 1/2. Từ đây chúng ta xác định được cosin của 30 độ và sin của 30 độ. Sin của 30 độ bằng 1/2. Cosin của 30 độ bằng căn bậc 2 của 3 trên 2. Tan alpha tức là tan 30 độ bằng sin 30 độ trên cosin 30 độ. 30 độ. Các em thực hiện phép chia 1/2 cho căn bậc 2 của 3 trên 2. Các em được 1 trên căn bậc 2 của 3, tức là bằng căn bậc 2 của 3 trên 3. Khi đó chúng ta trục căn thức thì chúng ta được giá trị đó. Cotang alpha thì bằng nghịch đạo của tan alpha. Như vậy là cotang 30 độ thì bằng 3 trên căn bậc 2 của 3. Các em tiếp tục trục căn thức thì các em được căn bậc 2 của 3. Qua góc 45 độ. 45 độ vị trí này các em. Điểm M nằm đây các em. Khoanh độ là căn bậc 2 của 2 trên 2. Tung độ bằng căn bậc 2 của 2 trên 2. Như vậy thì chúng ta đã biết được sin của 45 độ và cosin của 45 độ. Sin của 45 độ bằng căn bậc 2 của 2 trên 2. Cosin của 45 độ bằng căn bậc 2 của 2 trên 2. Tan 45 độ thì bằng sin 45 độ trên cột 45 độ, kết quả căn bậc 2 của 2 trên 2 chia cho căn bậc 2 của 2 trên 2 chúng ta được 1. Và tương tự như vậy, cotang của góc 45 độ cũng bằng 1. Bây giờ qua góc 60 độ các em. 60 độ. Điểm M nằm ở vị trí này các em. Khoanh độ là bằng 1/2, còn tung độ là bằng căn bậc 2 của 3 trên 2. Như vậy từ đây chúng ta xác định được sin của 60 độ là bằng căn bậc 2 của 3 trên 2 và cosin của 60 độ bằng 1/2. Tan 60 độ, các em lấy sin 60 độ chia cho cosin 60 độ. Khi để đó các em được là căn bậc 2 của 3. Và cotang của 60 độ là bằng nghịch đạo của 1
người đạo của căn bậc hai của ba, thì chúng ta được 1 trên căn bậc hai của ba, tức là căn bậc hai của 3/3. Chúng ta trục căn thức ở mẫu. Bây giờ chúng ta qua góc 90 độ, 90 độ đây các em này. Điểm M tại cái vị trí 90 độ thì các em thấy là sin bằng 1, cosin bằng 0. Tan thì bằng sin trên cosin. Như vậy là tại cái vị trí này thì cái mẫu nó bằng 0 rồi, cho nên tan không xác định. Chúng ta để hai gạch. Còn cotan 90 độ thì bằng cosin alpha 0/1 thì nó bằng 0. Qua 180 độ là vị trí này các em. Điểm M khi đó có tọa độ là -1, 0. Như vậy chúng ta xác định được sin của 180 độ bằng 0 và cosin của 180 độ bằng -1. Sin của 180 độ bằng 0, cosin 180 độ bằng -1. Tan 180 độ, tan thì bằng sin trên cosin, 0/1 là bằng 0. Và cotan thì không xác định. Như vậy thì khi không xác định thì các em gạch hai nét song song với nhau thẳng đứng. Như vậy thì từ đây chúng ta có thể tìm được những góc đặc biệt mà bù với những góc này. Về nhà các em theo dõi bạn, thầy chỉ hướng dẫn một vài ý thôi. Ví dụ góc 150 độ thì bù về góc 30 độ. Cho nên sin 150 độ thì bằng sin của 30 độ là 1/2. Cosin 150 độ thì bằng giá trị số đối của cosin 30 độ, tức là bằng trừ căn bậc 2 của 3/2. Tan của 150 độ sẽ bằng trừ căn bậc 2 của 3/3. Và cotan của 150 độ thì bằng trừ căn bậc 2 của 3. Như vậy là các em nhớ trong cái bảng này. Để các em nhớ. Chứ chúng ta không bấm máy tính trong trường hợp những góc đặc biệt. Bây giờ thầy giới thiệu các em nhớ ở trong cái bảng này như sau. Đầu tiên các em vẽ cái nửa đường tròn này ra thì các em thấy trên màn hình đó. Thì các em định ba cái góc đặc biệt là 30 độ, 45 độ, 60 độ. Và các em thấy là cái dãy số nó tăng dần này. 1/2 này, căn bậc 2 của 2/2 này, căn bậc 2 của 3/2. Như vậy chúng ta nhớ ba số này. Và trên trục tung chúng ta cũng nhớ ba số đó. Cũng việc đi lên, thế chiều tăng dần. Từ đó các em bỏ một tí thời gian các em nhớ. Bây giờ tiếp tục bài học các em. Chúng ta làm bài tập thực hành số 3. Tính A sin 150 độ cộng tan 135 độ cộng với cotan 45 độ. Còn câu B chúng ta tính sau. Bây giờ chúng ta giải câu A trước. Thầy viết lại D. 150 độ thì các em nhớ là nó bù với góc 30 độ. Cho nên chúng ta sử dụng công thức sin bù. 135 độ thì bù với góc 45 độ. Còn cotan 45 độ thì chúng ta biết. Vậy bây giờ chúng ta tính. Bằng sin 150 độ thì bằng sin 30 độ là công thức sin bù của em này. 150 độ thì bù với 45 độ, cho nên tan 135 độ phải bằng trừ tan 45 độ. Còn cotan 45 độ chúng ta viết lại. Bây giờ chúng ta thay giá trị lượng giác này vào được là bằng 1/2. Sin 30 độ bằng 1/2, tan 45 độ thì bằng 1, cho nên nó bằng -1. Cotan 45 độ bằng 1 tiếp tục cộng với 1. Kết quả bằng 1/2. Chúng ta ghi lại vậy A bằng 1/2. Bây giờ câu B cũng tương tự như vậy. Thầy viết lại D. Cosin 30 độ chúng ta có giá trị đặc biệt rồi. Liên tan 150 độ. 150 độ thì nó bù về góc 30 độ. 135 độ thì bù về góc 45 độ. Để chúng ta áp dụng công thức sin bù. Bằng. Thầy viết lại 2 nhân với cosin 30 độ. Tan 150 độ sẽ bằng trừ của tan 30 độ. Trước này có dấu trừ cho nên chúng ta phải viết lại dấu cộng. 3 tan 30 độ. Cotan 135 độ thì bằng trừ cotan của 45 độ.
Bây giờ chúng ta thay giá trị đặc biệt như lúc nãy chúng ta đã biết bằng 2 nhân với căn bậc 2 của 3 trên 2. Cosin 30 độ bằng căn 2 của 3 trên 2. Cộng tiếp 3 nhân với tan 30 độ. Tan 30 độ thì bằng căn bậc 2 của 3 trên 3. Trừ tiếp cho 1. Về kết quả bằng giải được 2 cho 2 thì bằng căn bậc 2 của 3. Để các em tiếp tục giải được 3 cho 3, các em được cộng tiếp với căn bậc 2 của 3 để trừ cho 1. Như vậy thì ta được là 2 lần căn bậc 2 của 3 trừ cho 1. Vậy chúng ta đọc trả lời đáp số của câu B là 2 nhân căn bậc 2 của 3 trừ 1. Đây là một ứng dụng để tính giá trị lượng giá của những cái góc đặc biệt. Các em cần phải thuộc công thức để cho em tính cho nhanh. Chỗ này chúng ta không dùng máy tính. Bây giờ chúng ta làm bài toán vận dụng số 2. Tìm góc alpha. Trong mỗi trường hợp sau các em có 4 câu hỏi. Để tìm góc alpha thì các em phải nhớ là sin của góc nào thì bằng căn bậc 2 của 3 trên 2, hoặc cosin của góc nào thì bằng trừ căn bậc 2 của 3 trên 2, hoặc tan của góc nào thì bằng âm 1, hoặc cotan của góc nào thì bằng âm căn bậc 2 của 3. Thì để nhớ được điều này thì các em phải nhớ cái giá trị lượng giá của những góc đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải từng câu 1. Câu A. Bây giờ chúng ta khẳng định thứ nhất là chúng ta có sin của 60 độ thì bằng căn bậc 2 của 3 trên 2, đúng không nào? Mà sin của 60 độ thì bằng sin của 120 độ. Vậy thì từ cái giả thiết sin alpha bằng căn 2 của 3 trên 2 thì chúng ta sẽ suy ra góc alpha sẽ bằng 60 độ hoặc 120 độ. Như vậy thì đối với sin của một góc mà có cái giá trị lớn hơn không, nhỏ hơn 1 thì bao giờ cũng có hai góc bù nhau. Chẳng hạn như trong trường hợp này là alpha bằng 60 độ hoặc alpha bằng 120 độ. Bây giờ chúng ta sang câu B. Cho cosin alpha bằng trừ căn bậc 2 của 2 trên 2. Thì trước hết các em thấy là cosin của những góc nào thì bằng trừ căn bậc 2 của 2 trên 2. Đó chính là cosin của góc 135 độ. Như vậy ta có cosin của 135 độ thì bằng trừ căn bậc 2 của 2 trên 2. Mà giả thiết thì cho chúng ta là cosin alpha sẽ bằng trừ căn bậc 2 của 2 trên 2. Cho nên từ đây các em suy ra góc alpha là bằng 135 độ. Câu C chúng ta cũng làm như vậy. Trước hết ta có tan của 135 độ thì bằng âm 1. Mà theo giả thiết tan alpha bằng âm 1. Cho nên alpha sẽ bằng 135 độ. Sang câu D. Ta có cotan của góc nào thì bằng trừ căn 2 của 3 kém. Thì là cotan của 150 độ. Cotan của 150 độ thì bằng trừ căn 2 của 3. Vậy thì giả thiết cho là cotan của alpha là bằng trừ căn 2 của 3. Thì chúng ta suy ra alpha là bằng 150 độ. Như vậy là chúng ta giải xong cái toán vận dụng. Bây giờ tiếp tục bài học. Bây giờ bài số 4 là sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị lượng giá của một số góc. Thầy hướng dẫn các em dùng máy tính cầm tay. A nhỏ là tính giá trị lượng giá của một góc. Ví dụ thứ 3 là sử dụng máy tính cầm tay để tính sin của 125 độ 34 phút 28 giây. Thầy sử dụng máy tính FX
580 vế nữa chứ các anh. Kém quan sát trong cái bảng to của máy tính được phóng đại lên. Để tính cái giá trị này trên máy tính thì thầy hướng dẫn các em ngay trên máy tính chứ thầy không viết cái cách tính. Bây giờ các em lưu ý rằng cái màn hình đang ở chế độ menu 1 đấy các em. Màn hình ở chế độ menu 1 là chỉ có hai cái ký hiệu là chữ căn và chữ D thôi. Tức là trong cái chương trình này cho ta tính độ phút giây. Cách nhập độ phút giây thì các em nhìn vào cái chấm chấm ở trên cái phần chữ ký hiệu ở trên này, này. Thế là có chỉ một tên đó. Bây giờ các em muốn tính sin của một góc này hoặc một góc nào đó thì các em nhấn như sau. Sin các em nhấn chữ sin. Các em nhập 125 độ, các em nhập 125 độ các em nhập ở đây. Các em nhập 34 phút thì các em nhập số 34. Phút các em cũng nhập ở đây. Các em thấy cũng là độ luôn. Ký hiệu lần thứ hai là phút được các em. 28 giây thì 28 giây thì các em lại nhập thêm lần nữa là ký hiệu thứ ba của cái ô tròn này, ô vuông này là giây, sau đó các em đóng ngoặc. Các em nhấn bằng. Các em thấy ra rất nhiều chữ số. Chúng ta có thể lấy 4 hoặc 5 chữ số là tùy các em. Như vậy thì chúng ta được là 0,81336. Dùng máy tính FX580VNX thì chúng ta sẽ tính như vừa rồi. Thầy đã trình bày cho các em. Ta tính sin của góc vừa rồi tính thì nó bằng xấp xỉ các em nhé, xấp xỉ 0,81336. Đây là thầy lấy 5 chữ số ở phần thập phân. Các em lấy 2 chữ số cũng được, 3 chữ số cũng được, 4 chữ số cũng được. Trường hợp muốn tính cotang của góc alpha thì các em tính 1 trên tang alpha. Thầy lấy ví dụ tính cotang của 24 độ 25 phút 12 giây. Chẳng hạn thì bấm như thế nào? Chúng ta trở lại. Xóa màn hình. Các em thấy ở trên máy tính không có hàm số cotang, chỉ có hàm số sin, cosin và tang thôi. Thì bây giờ muốn tính cotang này thì các em nhập như sau. Các em nhập 1 trên tang của góc 24 độ thì các em nhập 24 vào chấm chấm chấm. Tiếp tục 25 phút các em nhập 25 chấm chấm chấm. Tiếp tục 12 giây chấm chấm. Các em đóng ngoặc lại. Nhấn bằng. Các em được là 2,20244. Về chúng ta tính xong. Thầy lấy là 2,2024 thôi. Thầy lấy 4 chữ số sau phần thập phân. Tiếp theo các em. B nhỏ là xác định số đo của một góc khi biết giá trị lượng giác của góc đó. Tức là cho giá trị lượng giác chúng ta tìm cái góc như cái bài tập vừa rồi chúng ta làm đấy. Ví dụ thứ tư là sử dụng máy tính cầm tay tìm alpha. Với điều kiện của alpha là lớn hơn hoặc bằng 0 độ, nhỏ hơn hoặc bằng 180 độ. Viết cosin alpha sẽ bằng âm 0,2341. Thế thì các em nhập trên máy tính như sau. Phép tính thứ hai này là phép tính ngược các em, phép tính lúc này. Thì cách làm như sau các em này, các em xóa màn hình. Các em muốn tính góc alpha thì các em phải nhập shift cốt trừ 1 đây này, có chữ màu vàng ở phía dưới cốt các em. Sau các em nhập lại cái giá trị lượng giác của góc alpha đó. Các em nhập âm đây các em nha, âm này, dấu này dấu trừ. Mà các em đôi khi nhập cái dấu trừ này máy tính nó không hiểu, cho nên nhập dấu âm ở trên này. Trên này là dấu âm, dưới này là phép tính trừ. Cho nên tốt nhất các em nhập dấu âm. Bắt đầu chúng ta nhập 0,2341. Các em đóng ngoặc. Các em nhấn bằng. Cái khi các em nhấn bằng thế này thì các em thấy là một cái số. Bây giờ các em nhấn vào cái đơn vị độ ở đây này. Các em được là gì? 103 độ.
32 phút 18,88 giây. Thì như vậy là vượt qua 50 rồi, các em lấy là 19 giây. Số sau cái dấu chấm này mà vượt qua 50, tức là từ 50 trở lên thì các em bổ sung vào cái giây, cái chữ số thứ hai của giây một đơn vị. Từ 50 trở lên các em, còn dưới 50 là các em giữ nguyên cái phần giây này. Như vậy chúng ta tính xong, chúng ta ghi lại kết quả thôi. Thầy vừa thực hành cho các em xem. Chúng ta bấm máy xong rồi chúng ta thấy là chúng ta suy ra góc alpha sấp xỉ 103 độ 32 phút 19 giây. Các em nhớ kỹ thuật lâm tròn. Sau số 18 này mà từ 50 trở lên thì các em bổ sung vào cái chữ số thứ hai của giây một đơn vị. Như vậy là chúng ta đã biết sử dụng máy tính để tính rồi. Đây là hai cái phép tính mà chúng ta thường sử dụng thường xuyên, cho nên các em phải làm thành thạo. Cuối cùng chúng ta đi làm một cái bài tập thực hành số 4. Đó là sử dụng máy tính để tính những cái chuyện này các em. Hai cái bài tập vừa rồi chúng ta làm, thì bây giờ ứng dụng để chúng ta làm. Tính. Câu A. Chúng ta nhập bằng máy tính. Nhấn AC xóa màn hình. Cosin. Các em nhấn chữ cosin. 80 độ. 43 phút. 51 giây. Các em kiểm tra đúng không? 80 độ. 43 phút. 51 giây. Đóng ngoặc lại. Bằng 0,16107. Chúng ta lấy 4 chữ số, chúng ta bổ sung vào chữ 0 này một đơn vị. Như vậy ta được 0,1611. Như vậy chúng ta viết sấp xỉ các em nha. Tiếp tục, chúng ta tính tang của 147 độ 12 phút 25 giây. Chúng ta nhập trên máy tính. Xóa màn hình, nhấn AC, chúng ta nhấn hàm số tan, 147 độ, 147, nhập độ, 12 phút, nhập 12 tiếp, nhập phút, nhập 25 giây, 25, nhập giây, kiểm tra lại, 147 độ, 12 phút, 25 giây, chúng ta đóng ngoặc, nhấn bằng, chúng ta được âm 0,64428. Chúng ta làm tròn 4 chữ số ở phần thập phân cho nên là 0,-0,6443. -0,6443. Tiếp tục là cô tang của 99 độ 9 phút 19 giây. Cô tang thì các em nhập 1 trên tang. Chúng ta lại bật máy tính lên. Xóa màn hình. Nhập dạng phân thức 1 trên tang. Tiếp tục chúng ta nhập tang của 99 độ 9 phút 19 giây. Đóng ngoặc. Bằng âm 0,1611. Sau chữ 1 là chữ số 6, chúng ta làm tròn 4 chữ số thì chúng ta được âm 0,1612. Như vậy chúng ta tính xong trên máy tính. Bây giờ tiếp theo là tìm góc alpha mà biết cosin alpha thì bằng âm 0,723. Đối với sin thì nếu sin của một góc có giá trị lớn hơn 0. 0 độ các em mà nhỏ hơn 180 độ thì các em cần lưu ý rằng khi biết giá trị
lượng giá của sin của một góc mà góc đó khác 0 độ, khác 180 độ và khác 90 độ thì khi nào có hai góc. Tức là nếu cái giá trị sin của alpha này mà bằng một số lớn hơn 0, nhỏ hơn 1 kém này, kiểu như số này, thì góc alpha bao giờ cũng có hai góc. Riêng cosin tan và cotan thì chỉ có một góc trong mọi trường hợp, trừ trường hợp nó không xác định. Bây giờ thầy tiếp tục làm câu B. Cosin alpha bằng âm 0,723. Chúng ta bấm trên máy tính, xóa màn hình. Chúng ta nhấn shift cốt trừ 1 của âm. Âm nhập là số này là không đúng các em. Âm đây. Nhưng tuy nhiên những phép tính bình thường thì máy tính nó cũng chấp nhận dấu trừ đó là dấu âm. Mà dấu âm cũng là dấu trừ. Nhưng mà dấu trừ chúng ta nhập ở đây, còn dấu âm chúng ta nhập ở trên này. Máy tính đôi khi dấu âm mà kém nhập ở dưới dấu trừ này, máy tính nó không tính. Cho nên chúng ta nhập dấu âm và dấu trừ nó rành mạch thì máy tính nó sẽ tính cho chúng ta cho nhanh. Chứ không báo lỗi thì chúng ta sửa lại nó mệt lắm. Âm 0,723. Chúng ta đóng ngoặc. Chúng ta kiểm tra lại đúng chưa? Chúng ta nhấn bằng. Chúng ta nhấn vào độ của dây đây. Như vậy các em thấy là 136 độ 18 phút sau số 9 giây các em này. Là 81. Như vậy là chỗ này số 9 chúng ta tăng một đơn vị là số 10. Như vậy là chúng ta kết thúc. 136 độ 18 phút 10 giây. Như vậy là chúng ta tính rất là nhanh. Như vậy thì bài học hôm nay đã kết thúc rồi. Video kế tiếp chúng ta sửa bài tập của cái bài số 1. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi cái phần bài tập của cái bài 1 này để chúng ta nắm vững kiến thức. Thầy rất cảm ơn các em khi các em like và bấm chuông cũng như giới thiệu cái bài giảng cho các bạn cũng biết để cùng học. Đây là một kênh học miễn phí để giúp các em học tốt môn toán. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.